con chim sáo ra xem bà gội đầu. Bà mà đứng ở đấy nói chuyện với nó một tí là nó nhảy lên tận đầu ấy. Sáo ơi, bà nhá, không phải bằng vai phải nướm mày đâu mà mày định nhảy lên đầu nhá. Sáo mày cứ nhảy lên đầu bà mình thôi. Sáo ơi, đây. Sáo, để mình cho lo cái nước tắm mới. Đây, Sáo ơi, chờ nó chùi mỏ trên lưng của bà đấy. Mượn cái đáy lồng nhá. Đây. Để tắm. Khẹt khẹt cái gì mà khẹt khẹt. Đây. Sáo, ra đi. Cửa đâu? Đấy, một con. Là con này nữa. Đây nha, con này sao cụt hết đuôi thế này. Đổi lông rồi. Đây, Sáo ơi. Nhìn thấy cửa chưa? Ai con. Mình chào tất cả các bạn nhá. À, sau bao nhiêu ngày mà nước lụt ấy, mình mải mê đánh cá và ít quay về chim thì các bạn có bảo mình bảo là anh Quế ơi quay về cái đàn sáo đi cho mọi người xem. Thì hôm nay trời nó cũng nắng, nước cạn rồi. Mình đã thu hết dọ về nhà không đi đánh cá nữa ấy, thì là mình mới lại lôi đàn chim này ra để mà tắm cho chúng nó. Mình nhớ ra là cũng lâu ghê rồi không tắm cho mấy con chim này của mình. Đây cái con sáo này nữa. Đây là mình thả mấy con sáo lâu trước để xong mình thả sáo đen sau. Mình tắm cho chim ấy thì mình có tắm được bằng lồng đâu, toàn phải là thả rông cho chúng nó ra ngoài rồi là tắm bằng cái đáy lồng của nó này. Đấy. Ui rồi ôi. Đây còn cái con mun này nữa, chạy ra để thả mun này. Mun này ra đi, mun này. Ui, nó khoái ghê, nó kêu ghê. Đây mun này, sáo này, tắm nào. Sướng chưa? Sướng nhè. Tắm từng con một. Con này tắm xong sao con kia nhảy vào. Không con nào tranh của con nào cả. Nếu như mà nó tranh nhau là mình phải giải quyết ngay, không thì nó kêu ấm ế cả. À còn hai thằng sáo lâu ở ngoài này nữa, mình cũng nên thả nó ra lốt để cho nó tắm. Hai thằng sáo này thì mình rốt ở ngoài này lâu lâu rồi, không biết là liệu nó có biết được vào trong này hay không. Mình phải rốt nó vào, không thì cứ mỗi lần ra đây ấy, là nó mổ vào đầu vào tai đau lắm. Ông ơi gì? Ông của mày trong kia kìa. Ra đây. Ai ạ? Ôi đây. Rơi cả mũ rồi. Ôi trời ơi. Nghe quá thôi. Ôi. Chết rụng cả mũ mày nó. Nào. Để tao ra tao lấy mũ đằng kia kìa. Bạn bè mày ở trong nhà đang tắm ở trong kia kìa. Cả một đàn ở trong đấy. Đấy. Này. Nó nói chuyện với nhau như thật ấy. Như là hai người bạn với nhau ấy. Đây mình vẫn khẳng định nó là một đôi trống mái. Cái con này là con mái này, con kia là con trống kìa. Đấy. Nó bảo là Quế có bắt nạt không? Bắt nạt thì phô anh nhá. Rồi biết nhà có khách rồi. Vào trong kia tắm mấy đàn đi. Tắm nhanh lên phải rốt nó vào, không là mổ. Nó toàn mổ vào đầu mình thôi. Uồng lắm. Đấy. Nó định mổ đấy, để mình đi vào trong này nhá. Xem là điều nó vào theo. Sáu ơi. Có. Đây nó đang vào đấy. Có ông bạn mun này là ông bạn khó tính nhất này. Ông nhảy ngược nhảy xuôi từ lần đó ông vẫn chưa chọn được một cái bát nào để ông tắm. Tắm đi. Đấy, bát đây rộng sạch rồi. Thoải mái chưa? Sướng chưa? Tắm cái là sao phải gãi nhá. Nhưng mà cái con mun này của mình nó thất thích gãi, nhưng mà nó phải đứng ở trên cái ghế kìa thì nó mới cho mình gãi, còn nếu đứng ở đây á mình gãi nó là nó không có cho gãi đâu. Sáo chạy ra. Mun. À đây nó cho gãi đây. Hôm nay nào đây? Hay là lâu mình không gần nó, hôm nay nó cho mình gãi. Chứ mà hôm nào nó phải đứng ở đúng cái cây khế cơ. Cái chỗ đấy là cái chỗ mà nó chơi yêu thích của nó nếu như mà mình thả rông. Còn hai con sáo kia nó vẫn ở ngoài kia kìa. Kìa, nó không thèm vào đây. Đấy. Đấy nó vẫn đang tâm sự với nhau đấy. Đôi mình ở ngoài này thôi, không vào chơi với mấy con kia đúng không? Mấy con kia nó cướp mất vợ. Không vào.
Các bạn có nghe tiếng chim nó kêu chiếp chiếp đấy không? Đấy không phải là tiếng chim non đâu, mà là có một con cú mình mới nhận hôm kia. Đây con cú này. Có một em mang một bé cú tới nhà mình gửi mình nuôi hộ ấy. Thì em mới bảo là bé cú này bị gãy một chân. Nếu như mà phải ở mình ấy, lúc nó gãy mình sẽ bó bột thì không bao giờ bị tật như này đâu. Nhưng mà em ấy không biết cách ấy, thì là để nó giờ nó thành tật mất rồi. Đấy, thì em bảo được thế thì em gửi anh Quế nuôi cho em nốt cái phần đời còn lại của nó. Thì bé cú này chắc là mình không thả được nữa. Nó gãy chân như này rồi thì thả gì. Và đặc biệt là nó có một cái tiếng kêu rất hay nhé. Nó cứ kêu như là cái con chim non ấy. Anh con sáo đã đứng ở đỉnh vai này. Xuống sáo à? Xuống tắm đi. Xuống. Con chim sáo ra xem bà gội đầu. Bà mà đứng ở đây nói chuyện với nó một tí là nó nhảy lên tận đầu ấy. À đây, để mình đưa các bạn gần gần ra chỗ bà, chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện này của bà. Sáu ơi, bà nha, không phải bằng vai phải nướm mày đâu mà mày định nhảy lên đầu nhá. Bà nhà mình ấy thì có một thói quen là thế này này. Ở với mình bao nhiêu năm rồi nhưng mà không bao giờ bà sử dụng tới dầu gội. Bà chỉ sử dụng cái bồ kết là lướng rồi là đập lên, sau ngâm với lại cái nước. Mà đặc biệt là bà ngâm nước là bà không dùng đến cái nước sôi pha ấm đâu, mà bà phải phơi nắng. Nhưng mà phơi nắng có tác dụng gì bà? Phơi cho nó sôi ra. Vâng. Thế nhưng mà bà đã bao giờ gội thử bằng cái dầu gội mà mua chai chưa? Ngứa. Gội thử nó ngứa. Bà bảo gội ngứa. Thì gội cái bồ kết này là nó mát hơn. À vâng. Thế là con hiểu rồi. Đấy, đấy là cái lý do mà bà mình cũng hay thích gội gì nhỉ? Bồ kết. Cứ đi chợ là thi thoảng vẫn cứ hay gửi mua bồ kết cho bà. Không có nước ở đây tắm đâu. Đi Sáu ơi, ra đây đi Sáu ơi. Sáu ơi, đi. Sáu ơi. Đi. Nó nhìn thấy thau nước của bà đấy. Nó nhìn thấy thau nước là nó thích nhảy vào đấy. Khả năng mình cho nó tí nước ra đây để cho nó tắm. Rồi sau đó để cho nó còn vào trong chuồng nữa. Đây Sáu ơi. Đấy. Rồi. Thế cứ phải được tắm cơ nó mới thoải mái. Tắm ở bên ngoài cũng được, không nhất thiết phải nhảy vào thau đâu. Lại nhảy lên đầu mình, xuống đi. Đây Sáu ơi. Đấy, cho ít nước, nhiều nước quá nó lại sợ. Tắm đi. Ôi giời ơi, đứng ở trên miệng dãy dãy. Mày làm trông điêu quá sao ạ. Đấy, rồi. Thế đây, nghiêng thau lên cho tắm. Thế này này. Đấy. Cái nhảy ngược nhảy xuôi để làm cái gì. Cái con Moon nó đã ra cây khế yêu thích của nó rồi. Chỉ có ra cây khế này mới là cái nơi mà nó chơi được lâu nhất này. Và là nó thoải mái cho mình đứng gãi. Đấy. Rồi đây nha, để mình vòng đây mình gãi cho các bạn xem này. Gãi ở đây thì nó cho mình gãi thoải mái mà. Moon. Nuôi con gì chúng ta cũng phải hiểu được cái tính của nó ấy các bạn. Phải hiểu được cái tính của nó, hiểu được cái tập tính rồi là cách ăn, cách sinh hoạt của nó thì là mình nuôi nó dễ thôi. Còn nếu không hiểu được nó thì chúng ta nuôi cũng vẫn nuôi được nhưng mà nó hơi khó một chút. À đấy, hình như là có mấy con sáo nó đi ra ngoài này để nó tìm mấy đôi sáo kia rồi. Ây, đừng có đi theo con sáo kia, nó ương lắm, nó dậy đàn sáo của mình nó lại mắt nét theo ấy. Đâu nhỉ? À kia kia. Mày cứ ở đấy. Kìa, nó đã cầm được cái rác này. Cứ suốt ngày quấn tổ nhưng mà chả chịu sinh sản gì. Nó có lẩm bẩm cái gì ấy, mình có hiểu đâu. SOS mới này à. Ông ơi, mới này khỉ gió cắn răng gì ấy. Để ta lấy cái mũ cối thôi. Ở đây nhá. Mày mà ra đây mổ ta thác bảo. Chốc nó mình phải rốt nó vào. Mình cố tình thả nó ra để tắm cho nó ấy. Cho nó tắm chung với cả đàn này thì nó sẽ tăng cái tình cảm của mấy đứa lên cho nó thân thiết. Nhưng mà có vẻ là nó không muốn vào với lại mấy đứa kia nữa rồi.
Mun ơi, đi vào đi. Anh con sáo đã nhảy lên vai rồi. Đây không phải là con sáo mà già mà hay theo ông đâu. Con sáo già mà hay theo ông ấy thì là nó chạy đâu ấy. Đây là cái con sáo mà mình mua cũng được 4 năm rồi. Con sáo này ở với mình được 4 năm rồi đấy. Mun ơi, Mun, vào đây Mun ơi. Đi, vào đi, đâu rồi Mun? Chả nhìn thấy nó đâu. Bắt chim sao lại dễ như này hả? Sao lại bắt chim dễ thế này? Eo. Mình có hiểu nó nói gì đâu. Eo. Tức là không được đến gần quế của ta. Quế ơi đấy. Quế ơi. Gọi đi. Quế ơi. Ở đấy, hai con không cùng loài với nhau mà nó đứng ở trên vai mình thì nó lại thân nhau này. Tức là gọi là gì nhỉ? Tình yêu không biên giới. Ê. Hay không? Mun, nói chuyện với bạn đi. Giờ tự nhiên là con Mun của mình nó biết nói chuyện nhỉ. Cái con sáo này thì là nó biết nói thì là rõ ràng rồi này. Còn cái con Mun ấy thì là nó có biết nói đâu. Lại bay đi rồi. Cái thau tắm sạch thì không tắm mà sao mày ra đây mày tắm cái chỗ nước bẩn thế này? Rồi, ôi là rồi. Đây có phải là cái con sáo đây? Đây chính là cái con sáo già mà nó vẫn hay đi theo ông đây này. Cái con sáo mà cái chân nó có bốt dày dày á. Đúng rồi. Cái bốt dày dày. Con này già lắm rồi. Xem nào. Mình nuôi nó cũng được khoảng 2 năm mà lúc mà mọi người gửi mình ấy thì là mọi người cũng bảo là nó ở với mọi người được tầm khoảng 5 năm rồi đấy. Thì con này tầm 7 tuổi. Ai già già. Cũng nhiều tuổi phết rồi đấy. Hôm nay không thấy bay lên đỉnh mái nhà để tìm ông, kiểu lâu không được tắm ấy. Mình mải mê đánh cá, không có thời gian tắm cho nó, nhưng hôm nay thả ra tắm nó khoái quá cho nên là nó chưa kịp nhớ ra để đi tìm ông. Vừa nãy ông bây giờ đang nghỉ. À, đây, cái thúng của mình thì mình đã mang về hết rồi này. Rồi là dọ mình đã mang về hết rồi. Nhưng mà không phải là cứ nước lụt thì mình mới đánh được cá đâu. Nước cạn mình vẫn đánh được. Nhưng mà nước cạn thì đánh được những cái con khác. Ví dụ như là tôm này, rồi là cua này. Còn nước đầy như đợt vừa rồi ấy, thì là mình sẽ đánh được những cái con tép. Đánh được nhiều tép hơn. À đấy, cái con nào nó vào tìm bố đây? Cái con đen già già phải không? Đâu, con vừa thấy nó ở ngoài kia mà. Đã vào đây rồi. À đây mới là cái con bốt dày này. Nó vào tìm ông từ bao giờ? Nó vào tận trong phòng đấy. Ôi ôi. Ô, hóa ra nào. Mình luôn lấy giới thiệu với các bạn là cái con sáo mình nuôi từ bé. Chứ không phải là con sáo già kia kìa. Nó vẫn đang tắm ở dưới cái vũng nước này. Cái con sáo già nó vào tìm ông từ bao giờ ấy. Đây. Ô thế con của mình giờ bốt nó cũng dày thế rồi à? Ở bốt nó cũng cao hết rồi. À, hóa ra là nó vào tìm ông từ bao giờ ấy. Đây. Nó đã tắm xong đâu bố? Chưa tắm xong. Bố cứ thả ra ngoài cho nó tắm thêm tí nữa. Đây chính là cái lồng của nó đấy. Mình thả đàn chim này ra ấy là thả ra nó chơi thoải mái không bay đi. Thế nhưng mà khi vào lồng ấy là mình phải nhờ bố cho vào hộ này. Rồi là đặc biệt nữa là phải đúng cái lồng của nó mới vào. Còn không đúng nó không vào đâu. Bây giờ không ra nữa rồi. Không thèm ra. Ghê đấy nhỉ, vào tận trong phòng tìm ông kìa. Yêu thương ghê thế cơ á. Bố đang giúp mình cho những con chim vào trong lồng. Còn này con chim này thì nó vẫn chưa muốn vào này. Con nào muốn vào thì là gọi vào dễ thôi mà. Còn con nào chưa muốn vào thì mình phải để cho nó chơi chán đi. Nuôi chim bao nhiêu lâu mà bây giờ vẫn quên mặt của chim. Cái con chim sáo đen ấy, lúc nãy mình còn quên mặt nó cơ. Lên đỉnh mái rồi. Lên đỉnh cây rồi. Theo con kia thì mình không sợ mất, nhưng mà chỉ sợ là nó dậy cái tính bắt nết ấy. Nó dậy cái tính mà mổ người. Toàn mổ vào đầu đó. Trên đỉnh ngọn đây kìa. Ba con. Thôi kệ mấy đứa ở đây đi. Để bây giờ mình đi kiếm cho con mìm bịp ít ốc đã. Cho mìm bịp ăn cá mãi nó cũng chán ấy. Thì mình vẫn thi thoảng là ra ngoài đồng nhặt thêm ít ốc để về cho mìm bịp ăn ấy. Thì nó bổ sung thêm canxi. Cháu chào công. Tướng qua là nước ở ngoài này cạn được tầm nửa mét chưa không? Tầm 30-40 phân, dạ vâng. Mình đang tha ra ngoài này để nhặt ít ốc ấy. Thì thực ra ở gần nhà mình cũng có. Nhưng mà mình muốn ra ngoài này vừa đi vừa để ngó xem liệu có thấy bé cò ở đâu không. Vậy ra thăm cái cửa cống ở đây này. Cái cửa cống này là ngăn nước ở trong đồng bên ngoài chảy vào làng mình. Thì ra đến đây là gặp các ông đang ngồi hóng mát ở khu vực cái búi tre đầu làng mình.
Mình đang đi lang thang nhặt ốc ấy, thì ra đến khu vực này cũng có một ông. Con chào ông. Thế ông cũng ở đây một mình hả ông? Ở đây một mình. Uầy, con thấy cái khu vực trang trại của ông đẹp quá này, con muốn ghé vào một chút. Đây ông muốn nuôi cả ngan vịt gà này các bạn. Lý do mà tại sao mình lại quay cảnh này ấy, thì mình đang định kể với các bạn là đây mình zoom gần các bạn nhìn thấy nhá. Các bạn có thấy cái lá cờ đỏ đỏ mà ở cạnh cái ngôi nhà cũ cũ đấy không? Đấy, thì là chính là cái lá cờ của một ông mà vừa rồi mình có quay video là ông sống một mình ở ngoài đồng ấy. Thì hôm nay mình lên trên này mình kiếm con ốc con tép ấy, thì đi qua đây lại thấy có ông nữa. Thế ông ở đây có hay sang thăm chỗ ông Bảo bên kia không? Có. Cũng sang đây liên tục à? Ừ, thỉnh thoảng sang lên đây. Ồ nhỉ, cái cuộc sống của ông như thế này thì còn gì bằng nữa nhỉ? Ở đây ông nuôi độc cá không? Có nuôi con gì đúng không? Cá, lợn, vịt. À, nuôi cả lợn, vịt ở đây à? Wow. Đây, cái dàn gốc này. Mình bảo là nếu như mà cái gì nhỉ? Cái cây mướp của mình mà nó hỏng ấy, thì mình sẽ trồng thêm một cái dàn gốc. Bây giờ đang trồng rồi nhưng mà nó chửa lên. Một cái dàn gốc trồng bao nhiêu lâu thì nó nên được kín dàn như này không? Cái cây gốc ấy trồng khoảng bao nhiêu lâu từ lúc mà còn non? Một... cuốn dây vào trồng À, trồng một năm thì nó có thể kín được cái dàn này không? Thì còn cái cây gốc này của ông thì khoảng bao nhiêu năm rồi? Cây này trên dưới 10 năm. Uầy, trên dưới 10 năm. À đây, cái gốc nó to thế này cơ mà. Gốc to quá, trên dưới 10 năm rồi. Quê nhìn cái gốc này. Sao anh nào có cái gốc bằng anh? Đúng nhiều không nhỉ? Bây giờ người ta chặt hết rồi, có ai để lại to như này đâu. Ai để đâu. Đẹp quá. Mỗi năm chặt lần đấy. Năm ai mà mình mà mỗi năm là phát đi một lần nó ra này. À thế hả ông? Ừ. Tức là mỗi một năm mình cắt đi một lần để nó lên mầm thì là nó mới lại đẹp được hả? Ừ. Rồi. Mỗi năm cắt đi một lần. Đây. À rồi đúng không? Thế là mình chỉ cần giữ lại cái gốc thôi. Đây ấy cắt đi thì giờ là bắt đầu ra từng này ánh lại bắt đầu. Thế nếu mà muốn trồng cái gốc này thì mình trồng hạt hay là trồng dây? Cắt dây không ạ? Dây thì ra cuộn tròn như cuộn tròn vào. Như Trung Quang. À vâng. Thế thì con hiểu rồi. Mình đã định nói cái đoạn là năm ai ấy, nếu mà mình gọi là gì nhỉ, mình có tuổi như tầm của ông ấy mà mình có được một cái khu trang trại như này thì mình cũng thích sống một mình. Uầy. Thêm gì nhỉ, các anh có hay ra đây phụ ông không? Không, cứ một mình ông là cứ ở ngoài này suốt. Bên này ông chăn chó này. Ôi ừ, thôi bạn ơi. Đấy. Wow, thích chưa? Con ngó cái đằng này của ông xem có rộng nữa không nào. Rộng rồi. Khu vực này của ông là khoảng bao nhiêu diện tích không? Khu này mẫu mốt. Mẫu mốt. Ôi ôi. Ông bảo là mẫu mốt đấy các bạn. Cả ở đằng sau này nữa. Thẳng ngoài đằng kia đây. Thẳng đằng này. 100m mà. À 100m mặt tiền. Thế. Thế còn sâu ra ngoài kia là đến cái bờ tường kia không? Sâu kia là vào là 8m. Ôi vâng. Ây da da. Thích chưa? Đấy. Nhưng mà đây chỉ là cái ước mơ của mình thôi, còn thì sau này thế hệ của mình trở về sau thì lấy đâu còn cái địa đất rộng như vậy nữa. Ừ, chỉ có các ông ngày trước thì còn để lại được cho con cháu. Từ năm 2000 mà. Mình thế hệ sau rồi, không còn được rộng như vậy nữa. Mấy hôm vừa rồi mưa nhiều cộng với lại cái việc mà trời nắng thì mình bơm nước ấy, thì cái cây mình gọi là cây gì nhỉ, cái cây chay của mình ở đây nó hỏng mất rồi, khả năng là nó bị úng nước rồi sau nó thối gốc ấy, cộng với lại trời nắng ở bên trên nó dọi xuống thế là tèo mất. Tiếc quá, cái cây này là cái cây mà to đẹp nhất nhà của mình. Cái cây này thì nó phát triển chậm hơn, lá nó vàng nhưng mà lại không bị tèo. Ở đây là cái chỗ ốc mà lúc nãy mình đi bắt được này, cho bịp vào đằng kia rồi. Vào đây cho mấy con này nữa, sau mình ra mình đập lốt cho vịt nữa. Đây, ốc đây. Thôi chết rồi, nhiều quá. Nhặt bớt ra cho vịt không thì
Một con mì bịp thì nó ăn không hết đấy, để lâu là nó bị thối mất. Cho nó vài con thôi, lúc nãy mình hất quá tay. Bây giờ thì mình nhặt cái con ốc này nhé, để ra đập cho con vịt ăn. Và mình cũng lên nhà ghép video gửi tới các bạn. Hôm nay nắng mới ấy, mấy hôm vừa rồi mưa lại cộng trời nắng. Hôm nay mình đau đầu quá, cũng không ghi được hình nhiều. Thì mình kết thúc sớm ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau nhé. Này, vịt. Này.